Sáng hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2024. Hồi Hai Đức giao số tiền là 500 ngàn và 10 ký gạo của Bác Lâm Khai Xanh và Sì Dục Cứu tại chợ cho cô Thảo. Hồi xin thay mặt cho cô Thảo xin chân thành tri ân và cảm niệm ân đức của quý ân nhân rất là nhiều. Kính chúc quý ân nhân cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi. Cô cảm ơn nhà tài trợ đi. Cảm ơn nhà tài trợ. Bữa nay cô đi đứng nào được chưa? Đỡ không? Bữa nay đi đứng nào được không? Đi đỡ. Cô này là cô bị tai biến, cô bị liệt, một lần cô bị liệt nằm chỗ đó. Nhưng mà sau thời gian chữa trị thì cổ hôm nay cũng đi mà nhắc nhắc, mà yếu. Không nhà, không cửa, không chồng, không con gì hết, ở nhờ nhà người khác. Vậy đó.